Thưa quý vị, liên quan tới vụ cháy nhà dân ở thôn Ninh Ích vào trưa ngày 25 tháng 5 khiến cho một người phụ nữ tử vong. Trải qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện ra uẩn khúc trong sự việc. Đây không chỉ là một vụ hỏa hoạn thông thường mà là một vụ sát hại người rồi phi tang, hồng tạo hiện trường giả. Ngay sau đó, hung thủ cũng chính là người chồng của nạn nhân đã bị bắt giữ. Thông tin đối tượng Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1975, trú ở tổ 16, Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, bị bắt giữ vì liên quan đến vụ sát hại người vợ không danh phận sống chung nhà, khiến người dân thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa không khỏi sửng sốt. Trước đó, khoảng 12 giờ 10 phút trưa ngày 25 tháng 5, một số người dân ở thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa phát hiện đám cháy khởi phát tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Tư, sinh năm 1959, chú ở tổ 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, xây dựng, giao cho người con gái là Phạm Ngọc Quyên, sinh năm 1985, chú ở số 10, Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, thành phố Nhà Trang, sinh sống. Do ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen lan tỏa dữ dội, nên người dân không thể cứu chữa, sau khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa rồi dập tắt đám cháy thì phát hiện chị quyên đã tử vong bên trong căn nhà người dân sống xung quanh nhà nạn nhân đều tỏ ra thương xót và cho rằng chị quyên tử vong do ngạt khói không thể thoát thân kịp tuy nhiên sau khi xảy ra sự việc không ai trông thấy gã chồng hờ của chị quyên là nguyễn minh đức đâu theo một số nhân chứng trước khi xảy ra vụ cháy một người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát 57679 IB dừng lại các hiện trường khoảng 30 mét rồi xách can nhựa có chứa chất lỏng đi vào nhà chị Quyên. Sau khi đám cháy bùng phát, người đàn ông này chạy nhanh ra ngoài rồi mất dạng. Gia đình vụ cháy có nhiều dấu hiệu bất thường, tổ công tác phối hợp với nhiều đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân, thu thập một số dấu vết liên quan. Của truy tìm Trần Minh Đức được cơ quan công an triển khai trên diện rộng. Đến 11 giờ 50 phút trưa hôm sau, 26 tháng 5, các chính sát phát hiện Đức đang lẩn trốn trong bụi cây hoang dại ven quốc lộ 26B ở phía đông thị xã Ninh Hòa, trong tình trạng có nhiều vết bỏng trên cơ thể. Sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa để cấp cứu rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị, Đức khai nhận đã sử dụng bình ga trong bếp nấu tại căn nhà xảy ra vụ cháy và căn xăng tự mua về để đốt nhà, khiến chỉ Quyên tử vong Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định nạn nhân sống chung như vợ chồng với Trần Minh Đức, sinh năm 1975, trú ở tổ 16, Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Dù không đăng ký kết hôn, nhưng hai người đã có con chung là một bé gái sinh năm 2000. Chiếc xe máy bỏ lại gần hiện trường là phương tiện Đức thường sử dụng. Do hung thủ gây án còn đang điều trị thương tích do chính mình gây ra trong vụ cháy nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa chưa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng, đối tượng sẵn sàng dùng cách thức tàn nhẫn để sát hại người vợ đầu ấp tay gối. Dù lý do là gì thì hành động của y vẫn là không thể chấp nhận được. Giờ mong pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng dành cho kẻ thù ác mang danh chồng này.